Ok, hello kênh chị nhà đầu tư, em là Tèo đây ha. Hello kênh chị, welcome kênh chị quay trở lại với lại cái video. Video này sẽ lại là một cái video cơ hội cho chị nhà đầu tư ngày mai sẽ có hàng ha. Nếu như cái chị nhà đầu tư nào hiện tại chưa có hàng hoặc là đang chỉ có vào thăm giờ tự chọn nhưng rất ít thì nhịp mua ngày mai cũng chính là cái nhịp mà chúng ta gần như chúng ta chắc chắn được nó sẽ là một cái vùng gọi là tạo đáy hai ha. Thì chị cũng biết rồi, đây là cái vùng mà các chị nhà đầu tư đa số sẽ chờ đợi để vào ha. Khi mà bắt đáy không thành công thì sẽ đợi cái nhịp test lại. Thì nhịp test lại nó không diễn ra vào ngày hôm qua, nó bắt đầu diễn ra vào trong chiều ngày hôm nay, và đặc biệt là có thể khả năng nhịp test đó nó sẽ rất là mạnh vào ngày mai để chúng ta có nhịp mua vào ha. Vậy thì cái cổ phiếu mà chúng ta mua vào là những cổ phiếu nào? Đa số chúng ta sẽ có thể là mua vào những cổ phiếu chứng khoán này, những cổ phiếu bất động sản này, những cổ phiếu đầu tư công này, hoặc là những cổ phiếu mà liên quan tới nhóm ngành ngân hàng hoặc là đợt đợt trước đó. Nhưng mà trong video này thì em sẽ tập trung vào hai mã cổ phiếu, đó là hai mã cổ phiếu bất động sản. Thì nhịp dạo gần đây chị cũng thấy là cổ phiếu bất động sản trong phiên ngày hôm nay nó có một cái sự nỗ lực tăng rất là lớn. Hay gì một cái nhóm bất động sản nó vượt qua được cái vùng gọi là hai cái vùng cản hai con gì cây kiếm này và đang đóng nằm đến trên, mặc dù nó có lực bán nhưng mà đóng nằm đến trên, thì có thể phiên ngày mai là phiên mà tiếp tục nó test cái lực khi mà nó vượt qua được cái vùng cản, đúng không? Nó sẽ test lại cái vùng cản một lần nữa vào phiên ngày mai để nó tạo chúng ta thành công cái nhịp đẩy thứ hai để cho chúng ta tiếp tục một cái lộ trình đi lên nó bền vững hơn. Thì hai cái mã cổ phiếu đó trên cái thumbnail chị cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Đó là hai cái mã cổ phiếu đầu tiên, sẽ giới thiệu cho hai mã cổ phiếu đầu tiên là HDC. Ok, trước khi đi vào cái lý do tại sao mua HDC thì chị có thể là cho em được một cái lực like, lực comment hoặc là ít nhiều gì đó là cho em được một cái sự tương tác về cái video ha, để cho nó có tính lan tỏa hơn. Hy vọng là cái video này nó mang lại cho anh chị nhiều giá trị lợi nhuận hơn, mang lại cho anh chị nhiều cái thông tin bổ ích hơn trong cái phiên dịch ngày mai nhá. HDC thì tại sao lại chúng ta có thể là mua được HDC anh chị? HDC sau một cái phiên test rất là mạnh ha, test gọi là quét cái vùng đáy thủng xuyên xuống đây và nó đang hình thành cái vùng cân bằng 30, và anh chị thấy một cái nhịp hồi phục gọi là khá là quyết liệt của HDC vượt qua được vùng cân bằng luôn, và bây giờ là cái thời điểm nó quay lại nó test cái điểm cân bằng của chúng ta, đó là cái vùng 30 ha chị. Thông thường là như vậy, một cái cản rất mạnh nó vượt qua xong nó test lại thì cái điểm test này chính là cái điểm mua, đa phần sẽ là thành công cho các chị đầu tư ha. Thì vùng này chúng ta sẽ kỳ vọng đây sẽ là cái vùng test đáy hai đó. Nếu như anh chị chưa có hàng thì đây sẽ là cái vùng cho chị mở mua mới, còn anh chị đã có hàng rồi thì đây sẽ là vùng mà chị gia tăng ha. Một là gia tăng ngay điểm break qua, hai là gia tăng khi test lại nếu mà muốn an toàn hơn, ok chưa? Rồi HDC điểm mua của chúng ta là loanh quanh đâu đó vùng 30 ha, cho tới dưới 31, không cần quá sâu ha, 30 tới 31 hôm nay nó test về đâu 30.6 ha. Mình nhìn qua khung H1 chúng ta sẽ thấy rõ hơn lý do tại sao mua HDC ha. H1 là sẽ coi được cái phiên dịch ngày mai đấy. Rồi anh chị thấy sau khi nó về vùng cản á, thì nếu như mà như anh em tụi em sẽ không bao giờ mua vùng này, đúng không? Sẽ báo chị là chờ test lại để mua, thì nó đã test lại rồi chị, nó đã test lại vùng Kijun, thì khả năng ngày mai một cái nhịp tiếp tục kiểm tra lại cái vùng này, nó sẽ tiếp tục kiểm tra cho chị vùng dao găm này ha. Cái vùng này là vùng 30 thì cái mốc mua của chúng ta là loanh quanh 30 cho tới 30.5 ha, không cần phải quá cành kè trong nhịp này làm gì, trong nhịp này nhịp bắt đáy mà cái vùng giá chúng ta vẫn còn khá là tương đối thấp nha chị, để thị trường nó bật lại được cái vùng giá này và chị thấy dao găm nó gãy hết ha, thì đi như vậy rất là đẹp. Khi mà cổ phiếu á, nó đi qua cái vùng gọi là cản mạnh nó sẽ phản ứng, đúng không? Nó gặp lực bán, đa số anh chị sẽ chốt lãi ở đây, bắt đáy sẽ chốt lãi ở đây. Khi mà chốt lãi xong nó về cân bằng anh chị sẽ mua lại. Thì đây sẽ là cái lực, cái nơi mà cái lực cung nó ra bắt đầu giảm lại và lực cầu sẽ cao hơn. Đây là lực cung nó mạnh hơn này. Bắt đầu đây là cung yếu đi và lực cầu cao hơn bởi vì vùng mua mà. Ok ha. Thì hy vọng nhịp này bắt được 30 thì HDC sẽ có một cái target lên vùng 33 ha chị, cái con dao găm trên đây. Nha, và đâu đó xa hơn nữa nha, lợi nhuận 10% ha. Rồi lý do thứ hai, cái cổ phiếu thứ hai chúng ta có thể mở mua đó là cổ phiếu CO hay còn gọi là cổ phiếu quốc dân đấy chị. Tại sao lại mua CO mà kêu là ngày mai hàng nó về mà tại sao lại mua? Ngày mai là hàng đâu đó phát hành thêm nó về, tại sao lại mua? Thì chính vì cái ngày hàng phát hành thêm nó về á, thì đó là lý do tại sao cho bên ngày hôm nay nó có cái lực là test cung rất là mạnh. Hiện tại thì em và team của em vẫn đang nắm cổ phiếu CO, nhưng mà khi mà trong một cái nhịp phục hồi tốt như thế này, khả năng rất cao là cổ phiếu CO nó sẽ không gãy đâu anh chị ha. Bởi vì nó đang trong nhịp phục hồi tạo đáy, thì đây là cái nơi mà các anh chị nhà đầu tư trong ngắn hạn nó sẽ bán ra. Thì ngày mai một cái lực bán mạnh của cổ phiếu CO từ đầu phiên đổ ra thì đó cũng là cái nơi anh chị bắt đáy được ha, bắt cái đáy hai ha. Đáy một thì 17.5 đã bắt rồi đúng không, thì chúng ta sẽ chờ đợi bắt cái đáy thứ hai. Ở đây đáy thứ hai ở đâu? 19.5. đây mình coi một cái khung nhỏ hơn, đó là CO. Sau khi mà chúng ta thấy được một cái vùng quét lên thì nó đi lại cái vùng cân bằng của chúng ta liên quanh vùng 19.5 tới 19.7 ha. CO thì nó không lên được cái vùng 22.2 trong phiên ngày hôm nay. Nếu mà lên 22.2 thì chắc là em và team em cũng sẽ bắt đầu mở bán dần để cho chúng ta canh mua lại ha. Nhưng mà nó không lên thì thôi. Nó không lên thì nếu như anh chị vẫn còn tỷ trọng sức mua, hoặc là anh chị vẫn còn khả năng gọi là
nhồi thêm hàng hay là vay margin gì đó, thì cái vùng mà mua được của chúng ta sẽ là cái vùng 19.5 trong phiên ngày mai nha chị. Test về đây thì nó cũng giống như HDC rồi, đồ thị nó cũng giống nhau. Các cổ phiếu mà bất động sản á, đa phần nó đều có một cái mẫu hình nó đã bật lăng tăng lên tốt, bởi vì anh chị biết không, cái nhịp mà test đáy xong mà nhịp hồi phục của một cổ phiếu nó sẽ tăng rất là tốt ha, tăng hai ba phiên liên tục, thì bây giờ cái nhịp nó test lại một cân bằng là cái vùng mà chúng ta mua hoàn toàn là an toàn nhất ha. Một cái vùng mây rất là phẳng, một cái con dao găm kê ở đây thì rất khó để cho nó thủng nha chị, rất khó để thủng trong phiên ngày mai. Rồi HDC và CEO, CEO mua ở đâu? CEO chúng ta có thể mua loanh quanh vùng 19.5 cho tới 19.7. À, 19.5 cho tới vùng 19.7. Đây sẽ là hai cái vùng mua là tương đối tốt cho cổ phiếu CEO. CEO nếu như anh chị muốn mua giá tốt nhất thì mua vào sáng ngày mai, khi mà cái lực cung nó bắt đầu nó tiết ra mạnh sau khi mà hôm nay là chị nó lên không được 22.5. Tại sao? Tại vì ngày mai là ngân hàng nó về, đúng không? Ngày mai là hàng phát hành thêm về, xong rồi mọi người rất là sợ. Mọi người sợ thì đương nhiên nó sẽ không lên được những cái vùng hồi phục mạnh như phiên hôm sáng hôm nay nó đẩy lên. Thì đó lý do tại sao mà chúng ta vẫn canh bắt được cái vùng này ha. Thì chúng ta sẽ mua lại của những cái ai người ta sợ, người ta chán. Thì khi mà mình đã xác nhận được cái vùng này là cái vùng tạo đáy, và đây là những cái nhịp gọi là tích lũy của thị trường để nó test lại cung cầu, thì chúng ta phải mở mua ngay khi mà chúng ta thấy cái nhịp test nha chị. Nhịp test nó không diễn ra vào phiên ngày hôm qua, nhắc lại ha, nhịp test không diễn ra vào phiên ngày hôm qua, và nhịp test nó bắt đầu diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai, nó sẽ tạo chúng ta một cái tâm lý gọi là ai muốn bán người ta sẽ bán hết, còn ai muốn mua thì bắt đầu chúng ta sẽ mở mua. Nhưng mà đa số nha, em thấy đa số các nhà đầu tư rất sợ. Nhưng mà bây giờ khi mà nó quay về nó test anh chị không mua, mà nó bật tăng lên rồi anh chị mới thích chịu mua ha. Chúng ta nên đi ngược lại đám đông như vậy, nên đi ngược lại đám đông, quay về vùng 19.5 ha. Vùng 19.5 chúng ta cho nó quét xuống 19.4 luôn cũng không vấn đề gì, cố gắng đặt mở mua, cứ đặt sẵn cho em giá 19.5 cho tới vùng 19.7. ngày mai nếu như dự đoán không lầm thì nó sẽ test lại vùng này để nó bật lên ha, rồi sau đó cố gắng được khỏe nó sẽ chinh phục được vùng này luôn để nó đi lên trên cái biên trên đây ha, 23.55. thì nếu như cái nhịp này là cái nhịp test thành công á chị, khi mà chị có hàng rồi ha, những anh chị nào bắt đáy có hàng rồi rất là chủ động trong nhịp này, nếu mà bắt đáy hai thành công chúng ta sẽ có một cái lợi nhuận cực lớn. Còn nếu như chúng ta bắt đáy hai nó thất bại, đóng cửa ở đâu đó loanh quanh vùng 19 đây, có nghĩa là nó gãy cái đường Kijun này, gãy cái đường dao găm này, gãy hay đường hai kiếm này, thì cái lượng hàng chúng ta có sẵn chúng ta bán ra đó. Thì cũng thay vì chúng ta không bán cổ phiếu ngày hôm nay, chúng ta chờ thủng chúng ta bán ra hết đúng không, thì chưa chắc anh chị sẽ bán hết, tại vì nó đang vùng đáy mà chúng ta sẽ chờ tới đáy. Còn bây giờ nếu như chúng ta mua vào ở cái vùng này mà nếu như đóng đến ngày nó nằm xuyên xuống đây, thì khi mà những người có hàng người ta sẽ bán ra một cái sẵn, cũng không vấn đề gì cả, không lỗ mấy luôn, cũng lỗ một rất là ít. Đó là lý do tại sao những cái anh chị nắm hàng mà đang bắt đáy rất là thoải mái. Còn những anh chị mà nhà đầu tư mà mới mua mới á, thì đây cũng là một cái video mà củng cố niềm tin cho anh chị là thị trường nó đang có tín hiệu rất tốt để nó tạo đáy thành công trong cái vùng 108, 1075 cho tới 1080 này rồi. Và anh chị cũng biết rằng những cái nhịp như thế này chỉ là những nhịp tích lũy ha, để nó hấp thụ hết cái lực cầu lực cung ở vùng bên trên này, vùng bên trên này, vùng đây và vùng đáy nó ra. Thì khi mà hấp thụ đủ xong nó sẽ có một cái tín hiệu gọi là break out lên, hay chúng ta hay còn gọi là phiên bùng nổ theo đà đấy, FTD đấy ha. Chúng ta cần những phiên như vậy, chúng ta cần những cái phiên tích lũy chứ không phải chúng ta cần những cái phiên hồi phục xong lên tăng tăng tăng. Khi mà nó kéo lên tăng 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 thì cái hàng trên đây họ sẽ mang ra, họ bán, họ sẽ tán xuống ha. Chúng ta cần những cái phiên tích lũy chặt, đủ chặt để khi mà nó hấp thụ hết cái lực cung ở trên, lực cung ở dưới và bắt đầu lực cầu nó thấy an toàn nó vào, thì khi đó nó sẽ có một cái phiên rồi chúng ta bùng nổ lên ha. Sơ sơ tính sơ thôi, giảm gần 200 điểm rồi chị, trong một năm nay giảm gần 200 điểm rồi, coi như là bao nhiêu thành quả tăng từ đầu năm cho tới bây giờ gần như là về con số không. Thì bây giờ phải lập lại bánh mới chứ, chúng ta hay gọi là chia lại bánh mới đúng không, chia lại bánh mới rồi. Thì bây giờ nếu mà nó quay về đúng cái nền này luôn thì không còn gì cả ha, quay về nền này luôn thì không còn gì hết. Nhưng mà nó nằm ở ngay cái vùng này thôi, bật lên là hay nhất ha. Khi đó thì những anh chị nào mà chờ ở vùng dưới đó, thì cứ chờ hoài và bắt đầu phải hết kiên nhẫn phải mua lên ha. Còn chúng ta thấy được cái vùng hỗ trợ rất mạnh của index ha, đây là một cái gọi là một cái có thể gọi là một cái chiêu luôn. Trong Ichimoku sẽ có hai cây kiếm ha, riêng các chị đang theo dõi video này thì mới thấy được và tụi em mới chia sẻ ha. Trong Ichimoku sẽ có hai cây kiếm, khi mà biên độ dao động nến nằm trong hai cây kiếm này là nó sẽ dao động trong biên độ này, sideways trong biên độ này ha. Thì trước đó nó không có kiếm đúng không, nó sẽ cố gắng nó vượt qua vùng cản, sau đó nó sẽ test lại cái vùng kiếm này, thì khi mà nó về vùng kiếm dưới nó sẽ gặp ở hỗ trợ đây rất mạnh để nó có một tạo một cái tín hiệu bật lên nha chị. Nó sẽ sideways trong cái biên độ hai kiếm này, biên độ hai kiếm này sơ sơ cũng đã hơn 100 điểm rồi, sơ sơ cũng đã là 120 điểm rồi ha. Thì nó sẽ dao động trong biên độ này, anh chị yên tâm là nhịp này là bắt đáy thành công, đang có xác suất 80-90% thành công rồi. Chỉ cần phiên breakout, phiên FTD, phiên bùng nổ theo đà thôi là xác suất chúng ta xác nhận luôn là 100% thành công nha chị. Bắt đáy 100% thành công thì anh chị không cần phải lo gì hết, cứ đóng MAF để đó tới Tết lấy ra bạn ha. Tới đâu đó Noel lấy ra bán trước Tết bạn ha. Khi đó lợi nhuận của chị ít nhất phải được 20-30% anh chị ha. Còn nhịp hồi này
cái nhịp mà nó về vùng cản mạnh thì ít nhất anh chị cũng phải kiếm được 15% nha anh chị. Nếu mà nắm được tới Tết thì em kỳ vọng chúng ta sẽ về đạt được với 20-30% lợi nhuận ha, đủ gấp 3 gấp 4 lần cái lợi lãi suất ngân hàng hoặc là những cái lãi suất tiền gửi hay những cái lãi suất khác hoặc là những cái kênh đầu tư khác rồi chị nhá. Ok ha, cố gắng bắt được cái nhịp này ha. Đối với em thì rất là nhiều mà với hôm qua thì đất xanh nó về test về đấy. Hôm qua gặp cái vùng cản 17.8. Chúng ta chờ mua vùng 17-17.5 đúng không? Hôm nay test về đấy. Đấy, hôm nay test về đấy. Nha, lăn quanh vùng này, ngày mai là mở mua được luôn, đất xanh ngày mai mở mua được luôn. Nó test về trước cái này, 16.9 cho tới 17, ngày mai là mở mua đất xanh được luôn. Đất xanh CEO HDC. Rồi hôm qua có Vinhome nữa đúng không? Vinhome hôm qua này. Ngay con dao găm này, em báo vậy là Vinhome khả năng cao là nó sẽ bật qua luôn và nó nếu mà nó bật qua luôn thì sẽ test lại, còn nếu mà không bật qua luôn cho sẽ mua luôn con 44.8 này, để sẵn cho chúng ta này 44.8 này, hôm nay 44.9 nè, ngày mai sẽ mua được luôn. Nếu như hôm nay chúng ta chờ 44.8 là có mua, mà chỉ đừng có anh chị mà mở phiên cái bu lên trên đây là không được, tại vì cái giao găm trên đây chúng ta mua gì đây không được, chờ test lại đúng không, ai cũng kỳ vọng rằng nhiều một buổi chiều sẽ có một nhịp test lại, thì nhịp test buổi chiều cho chúng ta điểm mua này, ngày mai nếu như mà thành công thì lên thôi. Thành công thì Vinhome bây giờ chỉ có lên thôi, đâu xuống được nữa, giao găm gãy rồi. Các cổ phiếu bất động sản bây giờ nó đã về vùng mua nha chị, bắt đầu nó không, nó gọi là gì ta, nó xác nhận ngừng rơi ha, xác nhận ngừng rơi thì nó vào để mua. Chúng ta coi thử cái DG xem, tại những cổ phiếu mà quốc dân DG thế này yếu hơn chị thấy không, DG nếu mà muốn khỏe là nó phải như thế này, nó phải vượt lên trên đây xong rồi nó test lại cái đường giao găm này này, đó là điểm mua của chúng ta là nó còn vùng này. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy được rằng là nhóm bất động sản ngày mai nó đều có những cái điểm mua tốt thì cổ phiếu này nó cũng sẽ tăng thôi. Cổ phiếu này nó cũng sẽ tăng, nếu như chúng ta muốn đánh an toàn đó thì ngày mai anh chị vào cho em một ít ở vùng này, về vùng hỗ trợ này vào một ít đi. Xong rồi anh chị thấy thị trường cổ phiếu nó đang bật lên và con này nó đang tiến đánh lên 21.6. Khi mà nó vượt được 21.6 trong ngày mai anh chị là anh chị mở mua lớn luôn cũng được. Thì cái nhịp mà nó mở 21.6 xong á, tại vì nó đã tích lũy ở đây rồi. Sau này mà nó lên lại nó chỉ đi lên thôi, nó khó test lắm. Khi nào mà đi thẳng một mặt lên xong rồi nó sẽ test, giống như con này này. Giống như con CEO đúng không? Nó lên một mặt thì nó phải test. Còn như ông DG ổng lên chưa tới, xong ông đã test rồi thì sau này ổng lên ổng sẽ lên luôn chứ ông không test nữa ha chị. Đây sẽ là vùng mua rồi, đây là vùng mở mua gia tăng để chúng ta kỳ vọng cổ phiếu này nó bật xuyên lên luôn ha. Ok chưa, 4-5 mã cổ phiếu đều mua được ha, giới thiệu cho anh chị tập trung vào nhóm bất động sản vào ngày mai đều là sẽ có mã cổ phiếu mà có thể mở mua được ha. Sáng nó quét đỏ đừng có lo, sáng nó quét đỏ đừng có lấy hàng ra bán nha chị. Sáng mà nó quét đỏ chính là nó về vùng mua để nó tạo đáy hai trong nhóm bất động sản đấy. Mua bất động sản nha chị, nhịp này mua bất động sản và các cổ phiếu chứng khoán luôn. Cổ phiếu chứng khoán thì chắc là các anh em khác sẽ làm hoặc là ngày mai sẽ làm một cổ phiếu riêng, bởi vì video này chỉ tập trung vào một số cổ phiếu bất động sản thôi, và nổi trội là HDC và đất xanh, HDC và CCO ha. Đất xanh cũng mua được, DG cũng mua được, Vinhome cũng sẽ mua được. Ok nha anh chị, bye bye chị nhà đầu tư, hẹn gặp lại quý chị nhà đầu tư vào phiên giao dịch ngày mai ha. Ngoài ra thì hình như là em cũng nhớ đâu đó Phát Đạt hình như cũng có quay về test rồi đấy. Đấy, Phát Đạt cũng có khả năng là test lại xong ở đây là thành công rồi cũng đi lên đấy ha. Đây là một trong những cái ông mà dẫn dắt cho cái sóng bất động sản đấy ha anh chị, ông này với Vinhome. Ok nha anh chị, có hàng sẵn những cái mã cổ phiếu em giới thiệu gia tăng về vùng mua gia tăng, chưa có hàng về mở mua, có thể là mở mua 30%, sợ thì mở mua 20%, còn nếu mà gọi là tin tưởng vào ITP, tin tưởng vào nhịp này tạo đáy thì mở mua 50%, 70% ha. Còn gọi là nếu mà all in thì coi như là nhịp này nếu mà thắng thì có thắng lớn, còn nếu mà nhịp này thua thì em nghĩ là cũng không thua nhiều, tại vì cái vùng hỗ trợ chúng ta là 1084 rất mạnh. Ha, vùng hỗ trợ tuần rất mạnh, nhịp này khó có thể gãy được. Bây giờ ai cũng chờ nó xuống để mua hết thì không bao giờ nó xuống anh chị. Ok nha, bye bye chị nhà đầu tư, hẹn gặp lại và cảm ơn các chị nhà đầu tư đang xem video này. Những anh chị nhà đầu tư đang xem video này sẽ là những cái người mà em sẽ cực kỳ yêu mến và sau này cần em hỗ trợ em sẽ hỗ trợ cho chị hết mình ha. Bye bye chị nhà đầu tư rất nhiều, hẹn gặp lại chị vào ngày mai.